Chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn. Bữa nay mình quay cái ông lão, ông chài cá ở bến Lò Gạch nha các bạn. Cái này Lò Gạch chì tôm nè. Rồi, ông lão bơ đó, bắt đầu chuẩn bị bắt chài lên để chài nha. Ông quăng đâu đây các bạn. Lụm. Cho ông lão kéo lên này các bạn ơi. Các bạn mà thấy ông lão này chạy cá, kiếm cá nhiều thì hãy đăng ký nhấn chuông ủng hộ mình nha các bạn. Đang kéo lên rồi các bạn ơi, cái chài này rất là hồi hộp nha, không biết chín cá nhiều ít nha các bạn. Khúc sông này cá lăng với cá chốt cũng khá là nhiều các bạn. Những cái hôm nay không biết cái chài đầu tiên này cá dính ít nhiều nè. Rồi sớm thấy con cá nào luôn các bạn ơi. Gỡ ba cái rác với ba cái lục bình ra các bạn. Có con cá lăng to các bạn ơi. Rồi, được một con nha. Ông lão đang chạy thử bến nha các bạn. Bến nào cá nhiều thì chạy nha. Rồi bắt đầu ông lão bơ đi tiếp rồi các bạn ơi. Cái chài của ông lão này khá là to nha các bạn, lưới đó là lưới 4 phân nha. Đang đợi lục bình cho nó trôi xuống nha các bạn. Quả khứ lục bình luôn. Đang kiếm chỗ trống trống để quăng nha các bạn. Đồ quăng nè. Lụm. Bảo này trời quá hay các bạn ơi, gặp mình đứng dưới xuồng mà chài gì chài không được đâu các bạn, mình quăng cái là chài xuống sông á mà mình cũng xuống theo luôn. Mà ông chài, ông lão này ông chài cái xuồng rất là vững nha các bạn, không có lắc chiếc xuồng luôn. Cái máy xăng đó là máy Mitsubishi nha các bạn, máy chuyền nhông chài chiến dịch ba cánh. Mình gùm lại cái máy cho các bạn cùng xem rõ nha. Đó, máy Mitsubishi chuyền nhông chiến dịch thì ba cánh. Ông lão đang ngâm cái chài cho cá nó vô tùng nữa các bạn. Rồi kéo ra.
chung này chạy xuồng mà chạy không quen cũng lọt sông bình thường ở ngoài các bạn. Rồi dính cái gì à, các bạn ơi, dính chứng dịch xà lan hay gì đâu, dính chứng dịch xà lan là vô mánh luôn, gà áo luôn rồi nè các bạn. Bắt đầu sư phụ cho tài lặng nha. Cái hồn lão cũng khá là dài nha các bạn. Cá chốt ngay cái tay cũng lão á, dòng lão đang kéo á. Và dính cái gì nặng lắm rồi, lão kéo không nổi luôn rồi các bạn. Dính cái chứng dịch là vậy luôn á. Rồi dục ra các bạn ơi, dính cái gì thấy ghê vậy. Có cá luôn rồi các bạn ơi. Giờ bơi đi bến khác để chạy tiếp nha. Bữa nay mình gán theo ông lão này để quay cái thành quả ông lão chạy cá này luôn nha các bạn. Các bạn hãy gán xem đến phút cuối luôn nha. Ba cái gác cái trong cái chày các bạn coi có cá không nha. Còn còn cá chốt các bạn. Rồi nãy giờ chày thử hai bến là dính được hai con rồi, bơi đi tiếp rồi các bạn ơi. Ở đây xà lan siêu khủng lồ không các bạn. Rồng lão bắt chạy lên rồi đó các bạn ơi. Nước này giờ này nó muốn cũng muốn lớn rồi đó các bạn, nó bình nước rồi đó, chảy rất là chậm mà. Chắc chạy trong kẹt đó rồi, cái chỗ hai cái mũi xà lan câu với nhau các bạn. Hy vọng là trúng mánh nha các bạn. Kéo chày lên rồi đó các bạn ơi. Không có cá luôn các bạn ơi.
ông lão đang dò bến nha các bạn. Coi cái bến nào, cá nhiều để chạy nhiều. Đã gỡ gác xong rồi đây các bạn ơi. Đậu bơ đi nha. Bắt chài chạy nữa các bạn. Quê mình có chốt với cá lăng ở theo bầy nha các bạn. Xà lan đi qua các bạn ơi, mình ngưng cái nghe các bạn. Rồi ông lão bắt đầu mặc áo vô các bạn ơi, chắc chạy về quá. Rồi ông lão bắt đầu chạy về nha các bạn. Rồi mình chạy về nhà ông lão để coi ông lão có chạy cá bữa nay trúng mánh hay không nha. Rồi bây giờ ông lão chuẩn bị bắt cá lên nè các bạn. Ném mấy cái lỗ đục lại các bạn. Đừng tắt nước vào bắt cá. Bên đây có cái lỗ đục hai bên nha các bạn. Lỗ đục đó rồi để cho nước vô ra bắt cá sống các bạn. Rồi ném xong rồi đó các bạn nha. Cái này bỏ quên cái vỏ sách, lấy cái bào. Cái bào quá cá luôn. Lúc này nước lớn chạy hơi ít cá nha các bạn. Ồ cá cũng nhiều kìa. Quá khứ luôn nè các bạn ơi. Cá truyền dinh cá lăng. Bớt cá các bạn ơi. Đó. Không muốn bây giờ đổ vô. Có con cá chốt chuột. Cá chốt chuột nó béo không à? Cá chốt chuột này béo không? Béo chứ. Béo hơn. Mặn nhỏ quá. Dạ. Giờ tắt nước để bắt cá nha các bạn. Để mình cho các bạn xem cá cũng lỗ chạy. Ủa, cá lăng còn bành bành các bạn. Cá chút. Giờ tắt nước để bắt cá các bạn. Hôm nay ông bắt không đủ đây mình bấm không kịp các bạn. Có con cá hè nữa hay gì, cái đuôi đỏ. Còn tép còn tôm gì nữa. Cá này các bạn. Thịt bầu. Khúc luôn. Ở bên đây nữa. Đó, cá này. Hôm nay cá chốt chuột nhiều. Okay.
khúc luôn. Vị nó ngọt không không? Nó ngọt ghét chị. Giờ cuộc lại nha các bạn. Xách cá lên nữa các bạn nha. Rồi video mình đến đây xin tạm dừng nha các bạn. Hẹn bạn video tiếp theo nha. Các bạn nhớ đăng ký nhấn chuông ủng hộ mình nha các bạn. Chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều nha.